Phần thi năm nay đó chính là đánh thức bản năng đàn ông. Ngào. Ủa, sao đề thi năm nay lại dễ tới vậy? Làm đàn ông hứng lên thì có gì đâu mà thi với thố. Đúng rồi. Tao đã bảo bọn mày là phải bỏ cái tính hấp tấp đi cơ mà. Có trò hay đấy. Trật tự đi. Rần rần à. Thi đi. Em thích chuối tay chuối ta. Anh mang chuối cho em nha. Em thích ăn chuối à? Dạ. Anh lại không thích ăn chuối. Anh ơi, anh có đang đói không? Nếu mà anh đang đói thì anh ăn em đi. Anh no rồi. Ai biết? Nhẹ quá vậy em. Không có đã gì hết trơn. Ý nên làm cho em học hỏi kìa. Ủa em làm cái gì? Đau quá. Chưa đủ đâu mấy em ơi. Về học lại đi mấy cưng. Xuống đi em ơi. Về ôn lại bài cũ đi nè. Có nhiều đó mà đặt đi thi đi thôi. Sắp hết giờ rồi đó. Kém cỏi quá. Công trình đào tạo huấn luyện sao mà giờ không được gì hết trơn vậy mấy cô? Anh ơi, anh có đang đói không? Nếu mà anh đang đói thì anh ăn em đi. Trời ơi, ngon như vậy chịu sao nổi? Ra rồi, anh đã ra rồi. Anh ra rồi, anh ra mất rồi. Trời ơi, tràn trề luôn. Chúc mừng mấy cô. Phần thi kết thúc. Ba đứa làm tốt lắm. Kể từ ngày hôm nay, tụi con chính thức là kỹ nữ của Lan Quế Phường. Trong lúc chờ thư kỳ xăm mình thì hai đứa tranh thủ chụp hình trước nha. Dạ. Giới thiệu với mấy đứa, đây là anh Su photo, có biệt danh là anh Su đầu vé. Đặc biệt anh là photo ngành. Tất cả những đứa làm gái đều mong muốn được đứng trước ống kính của anh Su một lần. Tại vì chỉ cần là anh Su chụp thôi, tự nhiên đắt khách đến lạ thường. Đi tiếp còn không kịp nữa đó. Anh chụp tụi nó xong lát nên ra anh chụp cho em nha. Vô. Ok. Vì đây là những hình ảnh để tụi em hành nghề, cho nên tụi em cần phải tạo dáng thu hút nhất có thể nha. Dạ. Tao lên trước nha. Ừ. Dạ. 2 3. Thôi đổi vô cái đi. Một, hai, ba. Trời đất ơi. Cái gì vậy em? Đây là chụp hình để tụi em đi khách, chứ có phải chụp hình kỷ yếu tạm biệt mấy trường đâu mà tụi em hai với ba. Ủa gì hả? Em đâu biết đâu. Ở trên núi em ta tạo dáng gì á, em tưởng nó mốt lắm. Thôi 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 thôi. Làm vòng mất thời gian quá. Thiết Kiều, vô chụp trước đi. Dạ. Một, hai, ba. Trời ơi. Em tên gì vậy? Dạ, em tên Thiết Kiều. Vậy mà nãy giờ anh tưởng em là Lý Đức không hả chứ? Sao vậy anh? Trời đất ơi, con gái thân yếu tay mềm vậy mà. Em gồng lên em khoe cái gì vậy hả? Tại em thấy trên TV người ta hay làm như vậy đó anh. Mày coi đài gì vậy hả? Đài bóng đá, đài thể thao hả? Lên đây rồi mở đài mày gõ ra mà coi bắt chước mấy nhỏ trển á. Em coi hoài luôn á chị, em thích chị Nisaki lắm á. Em thích chị Mina. Hai mày thôi đi. Bây giờ không mấy... Thôi hai đứa đứng chụp chung luôn đi. Ừ, dạ. Chụp chung luôn đi. Thôi thôi, giờ anh nói nè. Cái gì đẹp á thì người ta khoe ra. Dạ.
Còn bây giờ hai đứa em á nhìn từ trên xuống dưới, cái gì đẹp nhất á thì khoe ra cho anh chụp, hiểu chưa? Dạ. Chuẩn bị nè. 1, 2, 3. Vô. Đúng rồi, vô. Chụp chưa vậy anh? Lâu quá vậy anh. Anh ơi. Rồi chịu chụp cho ông nội. Giờ chụp nè, giờ chụp nè. Chụp cắm liền cho tao đây luôn à. Giờ chụp. Chuẩn bị nha. 1, 2. Vô. Chúc mừng mấy em. Sao? Cảm giác mà được công nhận á. Đã không? Đã. Đã. Mà không biết phải nên vui hay là lo lắng đó chị. Trời đất ơi, lo cái gì mà lo. Chị nhớ á, lúc mà chị mới vượt qua cuộc thi, được vô ngành làm chính thức á, ôi chị hạnh phúc quá trời luôn em. Y như cái cảm giác mà lúc mà đậu đại học vậy. Chị còn cầm cái tấm giấy chứng nhận á, chị đi khoe khắp nhà chị luôn. Hả? Gì? Chị về khoe gia đình luôn hả? Hả? Rồi gia đình chị đó làm sao? Thì nhà chị từ chị chứ làm sao. Con em mà như chị em cũng từ nó luôn rồi. Mất dạy. Kiếp trước tao giật chồng mày thấy gì mà mày chọt tao hoài vậy. Mà thôi đi, tao có một niềm tin mãnh liệt. Hãy theo đuổi đam mê của bạn. Một ngày nào đó, bạn sẽ thành công. Ok, vô, vì đam mê của chị. 2, 3. Vô. Ăn mừng hát thôi. Thôi hát đi, hát đi. Phần làm con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Ồn ào quá. Chúng mày không cho tao nghỉ ngơi à? Mới có lên gái ngành thôi mà đòi ăn mừng. Đã kiếm ra được tiền đâu? Đây này, một số đứa như Thu Dẫm đây này, lên thẻ gái ngành rồi đấy. Thế mà làm gì có khách. Một lần nữa tao nhắc lại, chúng mày mà còn làm ồn nữa nhá, tao cho cả cái chai vào mặt mỗi đứa đấy. Thôi, kệ nó đi. Đừng có ngưng cái sự sung sướng của mình lại. Mình chơi tiếp. Mà mình nhỏ nhỏ thôi. Ok, nhỏ. Ông chủ kia. Bà tôi lỡ mới bước vô tới đây là nghe mùi mít rồi. Trời, lâu quá không gặp nha. Tưởng đâu quên cái lan quế phường của tụi em luôn rồi chứ. Ơi, bà tập 7 tập 3, chẳng qua là gỗ bận quá thôi. Chứ làm sao mà gỗ quên lan quế phường được. Chỉ có ở đây là mới hợp khẩu vị của gỗ thôi. Trời ơi, đi chơi kỹ nữ mà tưởng đâu là đi ăn sủi cảo không mới hợp khẩu vị. Linh, Linh cao. Dạ. Chuẩn bị kìa. Vẫn là Linh đúng không? Thì ta ở cái lan quế phường này là chỉ có Linh. Linh là dừa biển của gỗ nhất. Linh là người đẹp nhất ở đây. Lẹp ai cũng căng mà tôi cũng căng nữa mà. Thì chắc có phải á, lẹp là lẹp lộng lẫy á, chứ không có phải là lẹp xẹp á. À, lẹp lộng lẫy là có Linh lẹp lộng lẫy. Không có phải, ba em kia kìa. Ba em kia kìa. Cái đó là hàng còn non, hàng mới, chưa có đi tiếp khách lần nào hết trơn á. Thành ra không có dám giới thiệu cho ông chủ Kim. Thì chà, hàng bơi hàng ngon mới là hàng tốt chứ. Bây giờ là hôm nay là tôi rất là phấn khởi lấy luôn ba em cho tôi đi. Wow, ba Tô Quỳnh Thánh. Đúng rồi. Ông chủ Kim ăn nổi không? Ăn có lỗi hay không là ngủ không có biết á, nhưng mà ngủ trả tiền lỗi. À, trả tiền à. Mà nói nghe nè, ba em này mới ngon nên không có rẻ. Không có rẻ? Không có rẻ. Vậy thì giá cá là có bằng em lên cao không? À, cỡ đó. Ây chà, vậy là quá bèo rồi, bèo như con cá kèo luôn. Bà nói nghe là ba em lại là lẹp không có thua gì em Linh cao hết, thấy không? Ok, còn cái chuyện kỹ lăng là tối nay ngộ sẽ chỉ cho mấy em lo. Ông chủ Kim nhẹ nhàng nha, tụi nó mới vô đó. Thì là biết rồi. Ba đứa chuẩn bị kìa. Thì là ba em lấn lên là ba đứa ơi, ông chủ Kim muốn lấn lắm mà kệ, lấn lên.
Lứng lên, ba em nó lứng rồi ạ. Ba đứa vô trong thay đồ chuẩn bị. Ông chú Kim ra ngoài lứng rồi. Phải ra ngoài lứng lên rồi á. Tạm biệt bà chú. Ok. Vô chuẩn bị đi mấy đứa, nhanh lên. Nhanh lên. Ông chú Kim à, sao mình không về nhà mà lại vô khách sạn vậy anh? Thầm bay thầm bà, về nhà là cái con khủng long baby của gỗ là nó luộc chín cái đầu gỗ luôn á. Về nhà sao mà liền. Đây à, ở đây chơi với gỗ á là phải xả láng sáng về sớm rồi gỗ mo thêm cho, hiểu chưa? Dạ hiểu. Ừ. Mà ba người liệu có nổi không vậy? Ừ. Thôi, ở cái lớp Sài Gòn này ai mà lại không biết gỗ là trâu bò chứ. Cái chuyện lo lắm à, là cái chuyện lo là gỗ là ngày phải lên ba mà giàu la là không có tính. À, thôi bây giờ là bây giờ không có nói nhiều nữa. À, khu vũ đó, vũ đâu, uống đi. Nè, ông cho Kim uống đi nha. Uống nữa đi. Chuyện nhỏ luôn chứ ngủ ba cây rượu này là chuyện nhỏ, uống xỉn ngủ chứ không có vấn đề gì. Hết luôn nha. Còn kìa. Phải hết chứ, uống cho mấy cưng là phải hết chứ. Vậy uống giùm em luôn đi, em uống kém quá à. Anh sẽ nhấc luôn cái ly của cưng là Ông chủ Kim mạnh mẽ quá à. Hậu vụ Vậy em rót thêm ly nữa, ông chủ Kim có uống không nè? Cây đô của ngộ là cái đô lemon mà. Không biết bao giờ mà chỉ cứ uống thoải mái lem lem mà. Vô uống nha. Khi mà còn uống nổi không? Nếu như mà không nổi á thì anh đi ngủ đi. Nguyên cái lắc Sài Gòn này á, không có ai mà dám kêu ngủ đi ngủ á. Tối nay á, ngủ cho mấy cưng chết luôn. Hết rồi. Ây da, mới uống có mấy ly mà sao ngủ thấy con người ngủ nó dần dần khó chịu quá. Mày cưng ơi, làm cho ngủ sướng đi. Ông chủ Kim thấy sao? Phê lắm. Chắc là ngủ chết thôi. Ngủ không có chống nổi mà. Chủ Kim à, anh thật là hào phóng. Ông chủ Kim à, em sẽ làm cho anh sướng nha. Đi ngủ rồi. Ê Thư Kỳ, tối qua mày có quá tay không vậy? Ổng nằm liệt luôn rồi kìa. Chứ mày cũng đâu có vừa gì. Tụi bay không biết kiềm chế năng lực gì hết. Làm quá, giờ ổng không thức dậy trả tiền cho mình được luôn rồi đó. Nhưng mà công nhận á, tụi mình tiến bộ nhanh thiệt luôn. Tối qua ổng chưa có kịp hành sự gì hết, tụi mình đã cho ổng lên đỉnh 5-6 lần trong một đêm. Có khi nào ổng bị yếu không? Cái gì cũng muốn nghe ai ăn hủ tiếu, ai muốn mang hủ tiếu à? Không có gì đâu, ngủ chủ Kim. Ngủ tiếp đi, ngủ tiếp. Ngủ à. Bộ mày khổng môn khoái lạc quá mồm hay sao mà bây giờ ổng lùng bùng lỗ tai luôn rồi kìa. Còn trách tụi tao không biết kiềm chế năng lực gì.
xa, cha sinh mẹ lẽ tới bây giờ hả, mới thấy một lần mà nó sướng lên trên tầng mì, nó phai, nó phê quá. Vậy nữa không ông chủ Kim? Thôi, xảy ngộ rồi, ngộ hết sức rồi, tha cho ngộ đi. Mấy con đi ăn hủ tiếu á, cứ cầm mà đi ăn hủ tiếu đi, ngộ không có ly nói nữa rồi. Dạ, cảm ơn ông chủ Kim. Lần sau nhớ kêu tụi em nữa nha. Sao, báo cáo đi với anh Thuy tháng này sao? Dạ. Mày định làm bà già Noel hả? Đi qua kìa. Ngữ bánh mèo vô duyên. Lan gấu 3 tua 8 triệu. Trời đất ơi, sao ít gì vậy con? Bị người ta trả giá. Trời ơi, đi chơi gái mà cũng trả giá nữa. Ôi, thiệt tình thời buổi liệt. Yến chim xanh voucher. Ủa, voucher là cái gì con? Khách quen quá rồi thì phải voucher cho người ta một lần, coi như là tri ân. Trời ơi, thiệt tình. À, linh cáo 10. Cái gì, 10 triệu hả? 10.000 đô. Ờ, giật mình à. Trời ơi, cáo đâu có thất thế dữ vậy má. Vẫn là có bản lĩnh. Ừ. Ờ, còn quên ấn thu giảm nữa. Như cũ. Ờ, thôi kệ nhỏ đi. Nó là như vậy rồi, tháng người cũng được. Thôi kệ, coi giống như nuôi cơm đó đi. Đâu ra? Như cũ là như tháng trước á, như tháng trước là không có ai á. Trời đất ơi, tháng vừa rồi không có ai mà tháng này cũng không có ai luôn. Dạ. Trời ơi, nuôi cái con quỷ này lỗ. Ai, mệt quá. À, mà không biết ba con kia tiếp khách làm sao rồi nữa, giờ chưa thấy về. Lần này mà không được đuổi cổ luôn, chứ nuôi cơm hoài mệt quá. Dạ thưa má, tụi con mới về. Thôi, Linh quá mới nha. Sao rồi? Cắt rồi xong. Nhìn cái mặt vậy là thôi chết rồi, thôi chết rồi. Thôi má ơi, không có nhiều tiền đâu, lạng quạng lát nữa ông Kim gọi điện mắng vốn má giờ đó. Chắc chắn là mắng vốn rồi, ông Kim rất là khó tính. Mà ba con này mới vô nghề một cái mặt kìa, thì chán ghê vậy. Không hiểu nổi, dạy dỗ bao nhiêu cũng không nhét vô cái đầu được. Rốt cuộc ông đưa bao nhiêu tiền, thôi kệ đưa đại đi đi, nhiêu cũng được. Dạ, lần đầu tiên tụi con đi khách, nên ba đứa gộp lại được bao nhiêu đây á? Trời ơi, con giật tóc mai má coi. Con má tỉnh hay mê? Bạc. Trời ơi, mày có giết ông kia mày lấy tiền không? Hả? Dạ không. Có không? Dạ không. Cái này là... Dạ, má vậy sao tụi con làm vậy thôi hả? Trời ơi, vậy là mấy con là một những cô học trò xuất sắc. Dạy đâu hiểu đó, trời thành công quá má. Thành công rồi con ơi. À, trời ơi. Trời ơi, tụi con xuất sắc, tụi con giỏi quá. Trời ơi, mùi tiền nó thơm gì đâu á. Ôi má ơi, má ơi, lâu lắm rồi trong Lan Quế Phường mà thấy một cục giày cua như vậy luôn đó. Má đẹp quá trời đẹp luôn. Ui trời ơi, bằng ba cô cộng lại nhân đôi. Đàn chị đó. Trời ơi, đàn chị đó. Trời ơi, đẹp quá má ơi, nhìn mà lấp lánh óng ánh mà nhìn hoài mê hoài luôn, đẹp quá cho đẹp. Bậy 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 bậy. Nhét vô đó là bậy. Giỡn. Giỡn. Cái này để má đeo mới đúng nè con. Ờ, long lanh chưa? Ôi đẹp. Quá đẹp. Minh IT đâu? Dạ. Minh IT. Dạ có con. Dạ má kêu cái gì con? Ai trời ơi, mày muốn ăn tao mày nói một tiếng mày bye bye vô à. Thiệt tình hậu độc nè. Kể từ ngày hôm nay đăng hình ba đứa này post liên tục lên cho má. Hiểu chưa? Ờ, dạ dạ. Ừ. Tụi con. Dạ. Dạ. Tụi con đi khách mệt không con? Mệt không? Dạ. Rồi lên mở bột nước nóng ngâm cho nó thoải mái. Nhớ nghe chưa? Đắp mặt nạ cho nó tươi nghe. Má nói bà bếp phải làm cho tụi con sữa hột gà với thịt bò big steak ăn để lấy sức nha con. Thôi ơi. Thiệt không má? Thiệt, bây giờ á tụi con là cục vàng của má rồi, cho nên má phải lo cho tụi con chứ. Dạ. Đi lên đi con, đi lên nghỉ ngơi đi con. Dạ. Bên IT nhớ lời của má nghe chưa? Post hình liên tục nha con. Lan Quế Phường như có một luồng gió mới thổi vào.
Lan Quế Phường đã được giật dậy và được sống lại. Yeah. Nhìn cái mặt của chúng nó hả ấy, tao không chịu được, mày con chó. Bây giờ đâu phải là lúc cho chị nói cáo đâu chị Linh. Đúng vậy, tụi nó sắp đá chén cơm của tụi mình rồi. Bây giờ tức giận cũng đâu giải quyết được gì đâu chị. Mày nghĩ làm sao mà nó đá được chén cơm của tao? Sao không được chị? Má thương tụi nó quá trời. Chỉ cần tụi nó đem cọc tiền về quăng vô mặt bả là bả cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Đúng là cái nghề này đào thải ghê thiệt. Cái mới tới ắt hẳn cái cũ sẽ bị đuổi đi. Sớm muộn gì chị em mình cũng sẽ bị cho ra ngoài thôi. Với những cái suy nghĩ như của bọn mày ấy, sẽ không bao giờ ngồi lên được vị trí như tao. Mấy cái con đấy chỉ là mấy con nhãi danh mới vào nghề, sao mà phải sợ? Sao không sợ chị? Tụi nó cái gì cũng mới mẻ, khách thích là đúng rồi. Khách nhìn riết chán, mình có cái gì đâu mà đấu lại với nó. Chị... Cái gì vậy chị Linh? Với cái này ấy, thì có 10 con thư kỳ cũng không thể nào mà chiếm lấy bất cứ một người khách nào của bọn mày đâu. Thôi, thôi chị Linh ơi, bỏ đi nha chị. Má mà biết là má giết tụi mình chết đó. Đúng rồi đó chị. Đồ ngu. Bọn mày không nói thì bà ấy biết được à? Cái này là hàng ngon đấy, của bọn phê pha hội. Chúng nó bảo với tao là chỉ cần một người khách chơi vào là sẽ nghiền bọn mình đến chết thì thôi. Chỉ cần bán cho chúng nó lô hàng này thì hai bên cũng có lợi, mình cũng có khách mà chúng nó cũng có tiền. Chị có chắc không chị? Mày cứ tin tao đi, không có một ai có thể vượt mặt được Linh Cáo này. Ê ông kia, đang trong giờ giới nghiêm, mày đi đâu đây? Ờ, dạ anh ơi, hôm nay là 100 ngày ba em mất á, anh thông cảm cho em ra mộ thắp cho ba em nén nhang thôi, rồi em về liền, chút xíu thôi. Mày đi chút xíu, rồi mày đi luôn, rồi má mày giết tao sao? Đi vô. Dạ chút xíu thiệt mà anh. Tao không cần biết, mày đi vô anh, đây anh cho thông tao. Thông cảm cho em đi, đi, đi chút xíu thôi anh ra. Ơi. Con nhỏ này để tao đích thân đưa nó đi, mày khỏi phải lo. Đi làm gì của mày đi. Dạ anh Phong. Cảm ơn anh. Ừ. Đi lẹ đi rồi còn về. Tới rồi đó, cô vô đi, tôi ở đây đợi. Ừ. Anh đợi em chút nha. Ba ơi, con đến thăm ba nè ba. Ở dưới đó ba sống có tốt không? Con đúng là đứa con bất hiếu. Lúc ba còn sống, con không quan tâm chăm sóc được gì cho ba. Đến khi ba mất đi, con cũng không thể cũng kiêng nhang khói được cho ba. Nhưng mà ba yên tâm nha, con bây giờ sống tốt lắm. Con sẽ nghe lời ba dạy, con sẽ sống mạnh mẽ, kiên cường, không để bản thân mình gục ngã. Ba đừng lo cho con nha. Sau này cô có ra đây thì nói tôi biết, tôi sẽ đưa cô đi. Ừ, cảm ơn anh. Bất ngờ quá, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đi. Mày thích đi đâu thì đi, để thư kỳ lại cho tao.